Ok, chào mừng nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ săn zoom với khẩu HK461. Thì đây là khẩu súng đã được bạn bấm mưu nâng cấp lên max level 9. Đạn được 34 viên mũi băng. Nhìn bề ngoài thì nó có một màu sắc hoàn toàn mới. Nhìn rất là máu lửa. Bây giờ bắt đầu vào cuộc chiến đấu với những con zombie ngu ngốc. Dã đi. Rồi, chạy đi kìa. Ôi. Đạn thay thì mắc nhanh luôn. Tốc độ rút súng cũng nhanh. Dã. Rồi, headshot. Cái map này mà đi tìm Ruby thì khá lâu. À đây rồi. Chết đây. Ô. Rồi. Có hai con zoom mà trốn kỹ thật. Đây các bạn. Bây giờ lại còn có cái kiểu chơi lùi đi cào cơ. Rồi. Đáp bom. Mình không trang bị giáp nên là đi săn như này rất là nguy hiểm. À thấy rồi. Bay qua. Dã luôn. Dã. Ôi. Đứng gần vậy mà không sôi được. Ô ô. Nào làm gì. Lên đây. Đục luôn. Yeah. Đi xuống kia làm ít đạn á. Nhanh. Yeah. Zombie trốn hết rồi. Chắc phải chờ bắn sau để đi tàn sát thôi. Hai mươi giây còn lại. À đây rồi. Làm mạng. Phê. Rồi. Hết giờ. Bắt đầu vào trận thứ hai. Bay sang. Ok. Có thanh niên chơi lầy đứng chặn cửa kia. Nào đây. Làm gì mới. Dã luôn. Chết không. Nào. Lục luôn. Ôi. Không kịp. Bay sang. Ôi rồi rồi. Đáp bom. Kìa. Chết, chết. 2 kill. 3 kill. Rồi. Đạn hết mà còn một mình thôi. Lên đây. Chết. Chết tiếp. Rồi. Hết đạn.
Dạ đi. Yeah. May mà mình có trang bị thêm cái khẩu đua đấy nữa. Có thể bắn zombie rất khỏe mà lượng đạn cũng nhiều nữa. Thủ dâm thôi. Làm gì? Rồi. Vào đây. Dã hết. Rồi, phê. Đứng làm gì? Bắn chết luôn. Rồi, 4 viên. Chạy. Không quan tâm đâu. Ôi ôi ôi, thôi xong mình rồi, hết đạn. Bịt ngay. Hết đạn thì chạy là một điều không thể rồi. Bay sang. Kìa. Khẩu này đam zombie cũng rất là khỏe. Đấy. Chết. Ô kìa. Ô. Rồi. Đã để nó sống mất. Đây cơ mà. Chết. Phê. Đạp bom. Bây giờ mà liều mạng ra thì nguy cơ bị ăn vả rất cao. Lắp tí đạn ạ. Chết không? Rồi. Không có lần chạy thứ hai. Ô. Lát xong mà tự nhiên ở đâu chui ra nhỉ? Tung bom. Săn luôn. Đâu rồi? À. Chết. Chết tiếp. Hồi sinh ngay cho mình thì thôi, xác định đi. Đây, đằng sau này. Ui, hai em luôn. Dã. Đáp mù, rồi. Đáp mù nó mà đâm ra mình cũng mù luôn. Trắng xóa một màn hình. À, 6 đồng à. Chết. Lại ăn mù à. Nào vào nhanh. Kìa, bắn xuống. Đấy. May có mình cứu không rồi thanh niên kia đã bị ăn cào. Đâu rồi? Dã luôn. Ngu người. Ở xa bắn thích lao vào người nó cơ. Làm gì? Vào đây. Cho mày chết luôn. Dạ. Nào, làm gì? Chết. Phê. Vào lỗ luôn. Nào, bắn đi. Yeah. Lại hết đạn rồi. Ra ngoài lỗ kia làm ít đạn mới được. Chết, ôi kìa.
kìa. Dã. Thế này thì làm sao mà lấy được đạn. Chết ôi kìa. Đấy, chạy mất. Thôi liều mạng ra ăn hộp đạn xem sao. Ôi, vừa ra cửa thì thôi tôi. Rồi, bây giờ vào trận cuối cùng. Không biết liệu ván này có được lỗi 100 kill không. Ấy, rồi, dã đi. Ui, 2 kill. 3 kill, phê. Cho làm xuống hết. Ui. Đáp bom chạy vào. Kìa. Chết online à? Bắn một lúc rồi mới thấy chết. Dạ luôn. Ôi đứng làm gì. Chết. Ôi ạ. Rồi. Lại tiếp tục sơi hàng. Chạy đi đâu. Đục luôn. Sáu về cuối cùng, ok. Ở đấy mà còn đạn là mình sôi được con đấy rồi. Đi làm cái đạn á. Nào, đứng cái làm gì. Ok. Dã luôn. Chết, ôi kìa. May vẫn được một em. Ô ô ô. Đấy. Lại bị lag rồi. Không hiểu sao game mấy này nó bị vậy. Hay là tại mạng của mình. Rồi, 15 giây còn lại. Ui. Định làm gì? Chết. Rồi, xong. 129 kill chết 4. Một tỷ số cũng không phải là tệ. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Nếu thấy hay thì like and subscribe kênh ủng hộ mình. Mà có ý kiến gì thì các bạn hãy comment để mình giải đáp luôn.